Trước đây gia đình anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn 7 thuộc diện hộ nghèo ở xã Quảng Trị, huyện Đà Tẻ. Cuộc sống hết sức khó khăn, làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ ăn. Tuy nhiên bằng ý chí vươn lên, thay đổi phương thức sản xuất từ cách nghĩ đến cách làm và cùng với nhiều nguồn vốn hỗ trợ của địa phương mà đến nay gia đình anh Thắng không chỉ có cuộc sống ổn định, một căn nhà khang trang mà còn có được điều kiện hơn để chăm lo cho con cái ăn học. Được cái nguồn vốn, được chăn nuôi và xây dựng để đến nay để phát triển thì căn được xây được tí căn nhà bền vững cho con cái ở và chăm nuôi cho con cái ăn đi học vững mạnh và mọi sự cũng nhờ Đảng và Nhà nước giúp đỡ. Cũng như gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, nhiều hộ dân ở xã Quảng Trị nay đã có cuộc sống ổn định, thậm chí là khá giàu. Gia đình chị Nguyễn Thị Tuất là một minh chứng điển hình. Bây giờ thì là cũng nhờ vào việc là chúng em làm trồng cây rồi là chăn nuôi rồi là kinh tế nó phát triển dần nên nó thu nhập một năm cũng trên 1 tỷ. Nếu như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo của xã Quảng Trị huyện Đà Tẻ là trên 30% thì đến cuối năm 2015 địa phương chỉ còn gần 6%. Để có được kết quả nêu trên chính là nhờ chính quyền địa phương đã tập trung tối đa các giải pháp trong công tác giảm nghèo, chú trọng giải quyết đất cho nhân dân, xác định giống cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương để phát triển, tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến từng nhóm hộ, giúp cho nhân dân từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật ứng dụng vào đời sống sản xuất và chăn nuôi. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho hộ nghèo, người nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng không trông chờ ý lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội, coi công tác giảm nghèo là trách nhiệm chung của toàn xã hội để người nghèo vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thì chúng tôi định hướng cho bà con tùy theo điều kiện địa bàn của từng thôn. Ví dụ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì những cái thôn 7, thôn 6, thôn 5, thôn 4 thì có đất canh tác lớn thì chúng tôi vận động bà con là chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm sao thâm cân tăng năng suất. Rồi những cái vùng ngoài không có đất, đất ít thì chúng tôi vận động bà con làm dịch vụ. Thế rồi sự nỗ lực của bà con thì đến hôm nay là xã Quảng Trị là có được cái cơ sở vật chất như hôm nay. Có thể thấy Quảng Trị hôm nay đã khác trước rất nhiều. Điều đó khẳng định ngoài sự đầu tư hiệu quả của nhà nước thì chính sự thống nhất cao của người dân địa phương đã đóng góp một vai trò quan trọng cho công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Tin chắc rằng với những gì mà Đảng bộ, chính quyền xã Quảng Trị đang làm không chỉ giúp người dân từng bước có cuộc sống ổn định mà qua đó còn góp phần cùng với huyện Đà Tẻ phát triển đi lên. Sau ngày đất nước thống nhất, vào làng Hoa, những mái nhà hiện đại đẹp đẽ sang sát mọc lên. Những tỷ phú nghề hoa đang tiếp tục ghi tên mình vào sự nhân rộng và phát triển của nghề hoa. Và nhìn lại những hình ảnh này, đến thực tế làng hoa hôm nay mới trân quý công sức của những con người đã làm đổi thay mạnh mẽ những làng nghề, mang những mùa xuân tươi tắn, vĩnh cửu đến mảnh đất này.